Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Dân, 38 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, tạm trú tại phường 5 thành phố Đà Lạt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14 tháng 9 năm 2018, một thầy tu tu tại một ngôi chùa ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng một số người khác đến uống nước tại quán cà phê của Dân ở đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 1 thành phố Đà Lạt. Dân đến tự giới thiệu mình là phó phòng cảnh sát ma túy công an Lâm Đồng, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ở tỉnh và được vợ một lãnh đạo bộ công an giao cho quản lý khu đất. Sau đó Dân đã tìm mọi cách thuyết phục thầy tu này hỗ trợ cho Dân 60 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền cho Dân, thầy tu kể lại cho người quen nghe và nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt đã mời Dân lên làm việc và Dân đã khai nhận hành vi của mình vì đang bị chủ nợ đòi nợ nên đã tìm cách chiếm đoạt tiền của thầy tu để trả nợ. Cơ quan công an xác định Dân không phải là công an, cũng không có bất cứ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.